Rồi, hello anh em nha. Hôm nay bên mình về khá là nhiều xe ha, đang có tại cửa hàng. Cũng có cái giá rất là hữu nghị cho anh em mình. Anh em mình mua anh em cho mình chơi trong cái dịp lễ nè. Đó, anh em dịp lễ này, anh em nào mà chưa có xe thì anh em liên lạc cho mình. Số điện thoại là 0369 ha, 669 659 để em tư vấn thêm cho anh em. Hoặc anh em kết bạn Zalo cho em số điện thoại, em sẽ gửi hình ảnh thông tin xe đầy đủ cho anh em mình xem. Đó, để anh em mình xem thử trong cửa hàng có chiếc xe nào để ưng ý hợp với anh em không, để anh em liên lạc để chốt mua nha. Đó, cửa hàng bên mình là địa chỉ là ngay đầu hẻm 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, số điện thoại bên mình thì nó rất là thân thiện với nhiều anh em rồi. Đó, hôm nay thì bên mình cũng còn vài con xe để giới thiệu cho anh em, để anh em nào cần mua thì anh em liên lạc cho em để được tư vấn thêm. Trước tiên là được tư vấn thêm để anh em mình hiểu rõ về xe, anh em cũng thấy ok thì anh em chốt, thì vì anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng mua. Còn nếu như anh em mà ở xa quá, anh em mà cảm thấy không lên được địa chỉ cửa hàng mua thì bên mình sẽ sẵn sàng ship xe về tận nơi cho anh em. Một ở xa quá thì bên mình sẽ gọi tàu lửa hoặc chành xe, nếu như ở gần thì đích thân em sẽ lấy xe nhà và chở tới tận nhà cho anh em mình luôn. Xe thì bên mình cam kết với anh em là xe đẹp hết ha, xe đẹp nha. Hồi xưa tới giờ thì bên mình là chuyên bán xe đẹp, anh em không có bán những dòng xe độ, xe chế thì bên mình không có chơi. Bên mình chỉ coi là bán xe riêng đẹp hết. Nên anh em nào có nhà ý muốn mua thì liên lạc cho bên cửa hàng. Đó, cửa hàng mình thì bán xe rất là uy tín anh em, uy tín đó, hồi xưa tới giờ. Và đặc biệt bên mình bán xe thì bên mình có bán phụ tùng xe đầy đủ cho anh em mình luôn. Đó, anh em mình cần mua phụ tùng thì bên mình sẽ có bán phụ tùng và ship phụ tùng tận nơi cho anh em mình luôn. Như là đây là Honda Master 2, đây là Honda Master 3 và đây là DB150. Nhưng mà đặc biệt con DB150 này là mẫu mới nha, mẫu mới nha anh em, mẫu mới hiện tại mới giờ, nên kiểu dáng nó rất là đẹp, mà máy nó thì ok hơn, nó hiện đại hơn, nó tiên tiến hơn, nên những cái bộ phận về kích nước đồ thì nó hoạt động ok hơn, nó bơm nước mạnh hơn, nó làm dễ nhiệt mát hơn cái đời sau, nên con này thì còn mới tinh luôn. Nên anh em nào mà có nhảy muốn mua những dòng này thì anh em liên lạc cho bên mình sẽ tư vấn thêm cho anh em. Ở Master 2, Master 3 này cũng có nhiều dòng xe đang có tại cửa hàng luôn. Đó, anh em nào cần mua thì anh em liền liên lạc cho mình nha. Mua trong thì có đến con Suzuki GZ 150 đó, hiện tại đời 2013, là dòng xe nhập Nhật nguyên con. Xe có vô một số đồ chơi như là đèn lá trước nè, chân chống đứng nè, cần số 2 chiều nè, giá đỡ điện thoại nè, thùng phía sau luôn. Nhìn rất là đẹp chiếc xe. Đó, anh em mình thấy không, nhìn rất là đẹp chiếc xe. Đó, đó, anh em nào cần mua thì anh em liên lạc. Con này thì bên mình đang để với giá chỉ có 44 triệu thôi. Giá này em thấy cũng quá là hợp lý cho anh em luôn. Về con xe riêng, xe đời 2013 là dòng xe nó nhập Nhật nguyên con, nên nó khá là ok luôn, chất lượng anh em. Máy nó rất là êm, chạy nó rất là nhẹ ha. FI nó hoạt động tốt, bình thường. Đây, xe còn nguyên chất riêng. Đó, anh em thấy không? Đó, xe thì có chống đứng luôn, rồi thùng phía sau luôn. Đó, rất ok, giá đỡ điện thoại luôn, đèn lá trước luôn. Nói chung là quá là hoàn hảo, hoàn chỉnh rồi. Đó, xe đẹp quá, anh em bên mình bán xe đẹp. Và tiếp đến là một con Super Hatchway 170. Dòng xe này là dòng xe hàng châu Âu, xe khá là đẹp luôn. Đó, anh em nào có muốn mua những dòng châu Âu mẫu lớn, nhìn hầm hố nè, nhìn nhau nè, chất lượng thì anh em liên lạc cho mình. Con này thì bên mình cũng để giá rẻ thôi, giá chỉ có 65 triệu thôi. Con này là hai máy nha, nó vẫn là hai máy, hai bô, hai bình xăng, có kích nước, quật gió và có cảm biến nhiệt. Hệ thống nó tới 3 thắng đĩa, 2 đĩa trước và 1 đĩa sau, rất là ngầu luôn. Đó, anh em mình thấy ha. Đến là một con Super Hatchway 170, nhưng mà đặc biệt con này nó hai máy V nhìn khá là đẹp và ngầu luôn. Đặc biệt con này nó màu vàng nữa anh em, nhìn nó rất là hầm hố và đẹp luôn. Đó, con này thì hai máy hai bô, nhưng mà con này đặc biệt cái là bô nó nằm một bên, nhìn rất là ok luôn anh em. Đây, anh em mình tham khảo đi. Đó, bô của nó đây, chất lượng anh em, chất lượng. Nó là hai máy V, cũng là hai máy nhưng mà hai máy V luôn anh em. Đó, anh em nhìn hai máy V hai bên, nhìn rất là đẹp.
nhìn rất là hầm hố luôn, rất là đẹp, kiểu dáng khá là ok. Đó, bên mình bán toàn là xe đẹp không anh em, xe đẹp hết. Để cho anh em mình tham khảo thì anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng bên mình xem trực tiếp tại cửa hàng, địa chỉ là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và số điện thoại bên mình là có Zalo luôn, số là 0369 669 659, để anh em mình trực tiếp xem xe để chỉ địa chỉ cửa hàng. À, tiếp đến là một con Daily Magma 125, dòng xe nhập từ Hàn Quốc, xe khá là đẹp, mới, chất lượng anh em, máy móc em, bình đề càng đàn đầy đủ. Xe mua về thì anh em chỉ việc sử dụng thôi, không cần làm thêm bất kỳ cái gì. Đó, rất là ngầm, rất là đẹp nha anh em. Đó, anh em nào mà xem video bên cửa hàng mình mà anh em nào chưa bấm đăng ký kênh ha, thì anh em chỉ có bấm chữ đăng ký kênh màu đỏ này nè, thì anh em có thể theo dõi được nhiều video bên cửa hàng mình đăng lên hơn. Và anh em có thể theo dõi được nhiều xe giá, xe đẹp, giá rẻ, chất lượng, để anh em mình tham khảo. Anh em mình cần mua xe thì anh em ghé địa chỉ cửa hàng bên mình để mua xe, thì bên mình bán xe rất là uy tín, anh em chất lượng, và có ship tận nơi cho anh em mình luôn đó, và bao phí vận chuyển luôn nha. Đó, anh em mình tham khảo đây, con Daily Magma 125 này khá là đẹp luôn anh em. Daily mà đến cỡ giờ mà còn chất lượng như vậy thì anh em hiểu thôi, cũng là siêu tầm lắm mới được như vậy anh em. Chỉ còn những dòng xe giờ Daily giờ nhiều chiếc dòng xe độ chế máy móc đeo xe xấu rồi này kia, nhưng mà riêng bên mình sẽ đẹp anh em, chất lượng anh em. Và tiếp đến một mẫu Super Hatchway 170 nữa, mẫu này thì lại dài hơn cái mẫu kia nữa anh em. Đó, anh em mà để ý ha, dài hơn mẫu kia nữa. Mẫu này cũng là hai máy, hai bô, hai bình xăng, và có kết nước cột gió và các cảm biến nhiệt luôn. Đặc biệt con này đồng hồ nó lại nằm trong bình xăng rồi, rất là dài, nhìn rất là ngầu luôn anh em. Cũng là một Super Hatchway 170 UXA, xe khá là liền lạc và chất lượng luôn anh em. Đó, anh em xem tham khảo, anh em cũng thấy kết những dòng nào thì anh em liên lạc. Con này thì cũng là 3 thân đĩa, 2 đĩa trước và 1 đĩa sau. Đó, anh em nhìn ha, rất là ngầu luôn. Con này thì có cảng dựa này yên liền luôn, nhìn nó bình xăng luôn, nhìn rất là ok anh em. Ghi đăng nhìn cái mẫu đúng là mẫu hàng châu Âu, rất là đẹp. Đó, anh em mình tham khảo. Đó, anh em cần mua thì anh em cứ việc liên lạc cho mình cửa hàng mình. Đây một bên mâm của em nó nhìn rất là ngầu luôn, cục nó ngầm về phía trước rất là đẹp. Đó, giá chỉ có 65 triệu thôi, 65 triệu anh em, quá rẻ cho một con xe ngầu chất lượng. Đó, anh em xem máy. Đây, tiếp đến là một con Suzuki GZ 125. Con này thì cũng là xe nhập. Đó, nhập nguyên con của xe Nhật. Đời nó 2008, 2009. Xe còn khá là mới và đẹp, và đặc biệt con này thì nó còn nguyên ring hai thùng hai bên. Chẳng trong cảnh dựa đồ nguyên ring hết anh em. Nhìn yên đồ ring hết, nhìn rất là đẹp luôn anh em. Đó, anh em nào thích cái mẫu 125 thì giá con này hiện tại bên mình đang để vào giá giảm giá cho anh em còn 29 triệu. 29 triệu anh em. Đó, anh em thấy không? Ok luôn anh em. Xe đẹp nha, máy móc êm, mình đề là càng đàn đầy đủ hết. Anh em mua về anh em chỉ biết sử dụng thôi, không cần làm không bất kỳ cái gì. Đây một xe. Cố gắng cho anh em mình tập đèn trợ sáng, đèn LED trợ sáng hai bên. Con này là máy ring, bình đề càng đèn đầy đủ, bình xăng con ring, sạc ring, IC ring, đồ ring theo xe, nước sơn tem, đồ ring ring hết. Đó, hai phòng hai bên đầy đủ hết anh em. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, anh em mua thì liên lạc ha. Con này thì hiện tại bên cửa hàng mình đang bán giữ giá, giảm giá còn 29 triệu anh em. 29 triệu anh em mình sử dụng một cái xe như vậy, anh em sử dụng rất là bền và cực kỳ đẹp luôn anh em. Đó, anh em thấy không? Xe khá là ok, chất lượng anh em. Đây, em phóng lên quay từng chi tiết cho anh em mình để anh em mình tham khảo. Đó, anh em có cần mua xe thì ghé ủng hộ bên cửa hàng Tuấn Mô Tô nha. Và anh em hay theo dõi kênh bên cửa hàng Tuấn Mô Tô thì xem video thì đừng quên là ủng hộ bên mình một like và một lượt chia sẻ video để động lực để theo dõi bên cửa hàng mình cho nó dễ. Đây, anh em xem này. Rồi, tiếp đến một con Master 2 125. À, phiên bản là toàn là có giò đạp không, có giò đạp thì bên mình là 209, 210 có giò đạp. Đây, con này thì cũng là xe là nguyên ring, rất là đẹp luôn anh em. Nước sơn ring, đồ xi bóng bẫy ha, tem ring, yên ring, bánh mâm, giò trước, giò sau thì giò không rụt ha.
em trên đĩa còn khá là mới và tốt luôn, chất lượng anh em kiểm tra hết hợp bình xăng gân đi sạc đi ECU pin có cản chống đổ luôn, và anh em mình đốt tiến hậu đều đầy đủ hết, bi đông riêng hết ha, đồng hồ thì mọi chức năng trên xe là vẫn hoạt động bình thường hết cho anh em, cho anh em mình tham khảo con xe. Hôm nay thì hiện tại bên cửa hàng mình cũng đang có chương trình giảm giá cho anh em, chỉ còn 28 triệu là anh em sở hữu một con xe như vậy, anh em đi là rất là ok luôn anh em. Đó, anh em mình tham khảo đó, anh em cũng thấy ok, quý mến Tuấn Moto thì anh em ghé để địa chỉ cửa hàng Tuấn Moto để mua, và nếu như anh em ở xa thì mình vẫn vào ship cho anh em được luôn nha, mua bán uy tín anh em, quay video sao xe đúng y chang nha anh em. Vỏ con này thì khá là màu mới luôn anh em, về không có bị mục gì hết, phục và nhún em không có xì nhớ xì gì nha. Đó, anh em mình tham khảo, anh em cũng thấy ok thì liên lạc cho bên cửa hàng mình, đồng hồ đèn đồ rất là đẹp anh em, đây mình kiểm tra rất là kỹ anh em, từng chi tiết con xe cho anh em mình luôn, và anh em mua xe bên cửa hàng mình thì anh em yên tâm về cái chất lượng về xe, cũng giống như là cái giá cả, cũng giống như là cái tư vấn cho anh em. Đó, tư vấn mà tư vấn thật tình cho anh em, để anh em mua anh em dễ biết hơn, dễ phân biệt hơn, dễ có thể tìm hiểu hơn để cho chiếc xe nó phù hợp cho mình hơn. Đây, hôm nay anh em thì anh em xem. Hồi nãy giờ thì mình cũng quay khá là nhiều xe trong cửa hàng đó, thì anh em cảm thấy ưng ý chiếc xe nào thì anh em liên lạc cho bên mình để bên mình tư vấn thêm cho anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em mình video sau sẽ review giới thiệu nhiều xe cho anh em hơn. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều, bye bye anh em nha.